Sau đây là thể lệ của phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Phần thi có 8 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Thời gian suy nghĩ trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 30 điểm. Các thí sinh trả lời đúng tiếp theo lần lượt được 25, 20 và 15 điểm. Thí sinh trả lời sai không có điểm. Và tôi xin được nhắc lại một vài điểm lưu ý trong phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Ở phần thi này thì mỗi bạn thí sinh sẽ có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Ở mỗi câu hỏi thì có 4 phương án để các bạn lựa chọn. Nếu như lựa chọn phương án nào thì các bạn hãy dùng chuột nhấn vào phương án đó ở trên màn hình. Và tôi xin lưu ý với các bạn là các bạn chỉ chọn đáp án sau khi tôi đưa ra hiệu lệnh là bắt đầu. Nếu như các bạn chọn đáp án trước khi hiệu lệnh của tôi có hiệu lực thì các bạn sẽ không được ghi nhận đáp án đó. Và ở phần thi Ngũ Phụng Tề Phi thì số điểm các bạn ghi được sẽ phụ thuộc vào tốc độ trả lời đúng và nhanh của các bạn. Trả lời đúng và nhanh nhất các bạn sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh tiếp theo các bạn sẽ ghi được lần lượt 25 điểm, 20 điểm và 15 điểm. Phần thi Ngũ Phụng Tề Phi có thể nói là phần thi có quỹ điểm rất cao của chương trình Học Trò Xứ Quảng, với số điểm tối đa mà các bạn có thể ghi được lên tới 240 điểm. Vì vậy hy vọng rằng chúng ta sẽ được nhìn thấy sự bứt phá của các bạn ở phần thi này. Chúc các bạn sẽ ghi được những điểm số thật cao. Bây giờ các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình để xem chúng ta sẽ có những sự lựa chọn nào. Tương ứng với dòng chữ Ngũ Phụng Tề Phi là 13 câu hỏi để các bạn lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn đầu tiên dành cho bạn Trần Thị Lan. Xin mời bạn. Chị, em chọn câu hỏi số 3. Bạn lựa chọn câu hỏi số 3. Xin mời câu hỏi số 3 dành cho bạn. Quan sát hình và cho biết chú thích nào sau đây là đúng. Chúng ta có 4 phương án. A1, MARN, 2, R, ARN, 3, TARN, B1, MARN, 2, TARN, 3, R, A, R, N, C, 1, T, A, R, N, 2, R, A, R, N, 3, M, A, R, N, D, 1, T, A, R, N, 2, M, A, R, N, 3, R, A, R, N. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì ba bạn Trần Thị Lan, Hà Thị Thiện và Bích Trâm cùng chọn đáp án là B, và bạn Thiện là người đưa ra đáp án nhanh nhất ở 0,6 giây. Tiếp theo là bạn Bích Trâm và bạn Thị Lan, bạn Minh Vương chọn đáp án là A. Và xin được chúc mừng ba cô gái của chúng ta. Đáp án ở đây là đáp án B ạ. Bạn Hà Thị Thiện ghi được 30 điểm, bạn Bích Trâm 25 điểm và bạn Trần Thị Lan ghi được 20 điểm. Xin mời bạn Hà Thị Thiện lựa chọn câu hỏi của mình. Em chọn câu hỏi số 6. Bạn lựa chọn câu hỏi số 6. Xin mời câu hỏi số 6 dành cho các bạn. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. A. 18, B. 21, C. 24, D. 25. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì bạn Hà Thị Thiện và bạn Bích Trâm cùng chọn đáp án là B, bạn Trần Thị Lan chọn đáp án là C và bạn Minh Vương chọn đáp án là A. Khi các bạn quan sát hình vẽ thì sẽ thấy cái phần số màu đen sẽ bằng tích của hai số màu đỏ cộng với phần số màu xanh. Và với quy luật như vậy thì
Số mà chúng ta cần phải điền ở đây chính là số 21. Và xin được chúc mừng bạn Thiện và bạn Bích Trâm với đáp án B mà các bạn đã lựa chọn. Bạn Trâm được 30 điểm và bạn Hà Thị Thiện được 25 điểm ạ. Rất tiếc bạn Trần Thị Lan và bạn Minh Vương chưa thể đưa ra được đáp án chính xác ở câu hỏi này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của bạn Minh Vương. Xin mời Minh Vương. Em chọn câu hỏi số 1. Bạn lựa chọn câu hỏi số 1. Xin mời câu hỏi số 1 dành cho các bạn. Read the following sentence. Researchers have found that people are sleeping earns more to fewer hours a night than they were in the 1960s, and our health is deteriorating as a result. Which opposite in meaning to the word deteriorating? A. Improving. B. Degrading. C. Purifying. Or D. Elevating. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì bạn Trần Thị Lan đã chọn đáp án là D, bạn Hà Thị Thiện và bạn Bích Trâm cùng chọn đáp án là A, bạn Minh Vương chọn đáp án là B. Từ trái nghĩa với từ deteriorating ở đây chính là từ improving. Có nghĩa là improving của chúng ta thì có nghĩa là cải thiện, trong khi từ deteriorating có nghĩa là xấu đi ạ, tồi tệ hơn ạ. Như vậy xin được chúc mừng bạn Hà Thị Thiện và bạn Bích Trâm. Trâm ghi thêm được 30 điểm và bạn Thiện ghi thêm được 25 điểm ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của chính Bích Trâm. Xin mời bạn. Dạ em chọn câu số 8. Bạn lựa chọn câu hỏi số 8 ạ. Xin mời câu hỏi số 8 dành cho các bạn. Cho chuỗi chuyển hóa C6H5ONa C6H5OH Y chất Y không thể là A. Natri phenolat, B. Acid citric, C. Ancol ethylic hay D. 246 tribromphenol. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì cả bốn thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án là C và bạn Bích Trâm là người đưa ra đáp án nhanh nhất. Tiếp theo là bạn Hà Thị Thiện, bạn Trần Thị Lan và bạn Minh Vương ạ. Và đó cũng chính là đáp án của chương trình. Xin được chúc mừng cả bốn bạn. Bích Trâm ghi thêm được 30 điểm, bạn Hà Thị Thiện 25 điểm, bạn Minh Vương 20 điểm và bạn Trần Thị Lan 15 điểm ạ. Như vậy là lượt lựa chọn đầu tiên ở phần thi ngũ phụng tề phi đã trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai và người bắt đầu lượt lựa chọn này chính là bạn Bích Trâm. Xin mời Bích Trâm. Em chọn số 10. Bạn lựa chọn câu hỏi số 10. Xin mời câu hỏi số 10 dành cho bạn. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng nào? A. Control Windows, B. Control Panel, C. Control System hay D. Control Desktop? Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì ba bạn Trần Thị Lan, Hà Thị Thiện và Bích Trâm cùng chọn đáp án là A, Minh Vương chọn đáp án là C. Như vậy là có hai đáp án đã được các bạn lựa chọn. Tuy nhiên đáp án của chúng tôi lại nằm trong một trong hai đáp án mà các bạn không lựa chọn ạ. Đó chính là đáp án P, Control Panel ạ. Rất tiếc các bạn chưa thể ghi được điểm ở câu hỏi này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của bạn Minh Vương. Xin mời Minh Vương ạ. Chọn số 13. Minh Vương lựa chọn câu hỏi số 13.
Xin mời câu hỏi số 13. Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh. Hãy cho biết thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet vào năm nào? A. Cuối năm 1999. B. Cuối năm 1998. C. Cuối năm 1997. Hay D. Cuối năm 1996. Thời gian suy nghĩ cho các bạn. Bắt đầu. Ở câu hỏi này thì hai bạn Trần Thị Lan và Hà Thị Thiện cùng đưa ra đáp án là A. Minh Vương và Bích Trâm cùng chọn đáp án là C. Xin được chúc mừng hai bạn Minh Vương và Bích Trâm. Các bạn vừa ghi thêm được 30 điểm và 25 điểm. Bích Trâm ghi được 30 điểm và Minh Vương ghi được 25 điểm. Đáp án của chúng ta là cuối năm 1997, đáp án C ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Hà Thị Thiện ạ. Em chọn số 12 ạ. Bạn lựa chọn câu hỏi số 12. Tìm số hạng thứ 9 của dãy số 2, 6, 12, 20, 30. A. 72. B. 90. C. 102. D. 110. Thời gian suy nghĩ cho các bạn. Bắt đầu. Ở câu hỏi này thì các bạn thí sinh của chúng ta đã chọn hai đáp án là đáp án như vậy là có một thí sinh là thay đổi đáp án ở những câu cuối cùng. Bạn Trần Thị Lan chọn đáp án là D, bạn Hà Thị Thiện và bạn Bích Trâm cùng chọn đáp án là B và bạn Minh Vương chọn đáp án là C. Số hạng UN sẽ bằng N nhân với tất cả N cộng 1 và nếu như thay N bằng 9 thì chúng ta sẽ có đáp án là 90. Xin được chúc mừng bạn Hà Thị Thiện và bạn Bích Trâm. Các bạn vừa ghi thêm được 30 điểm và 25 điểm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Trần Thị Lan ạ. Bạn sẽ lựa chọn câu hỏi nào ạ? Chị em chọn câu hỏi số 7. Bạn lựa chọn câu hỏi số 7. Xin mời câu hỏi số 7 dành cho các bạn. Quan sát mô hình cấu trúc tế bào động vật và cho biết cấu trúc thuộc chú thích 1 có chức năng nào sau đây? A. Nơi tổng hợp protein. B. Nơi tạo năng lượng. C. Nơi chứa thông tin di truyền. D. Nơi phân hủy tế bào già. Thời gian suy nghĩ cho các bạn. Bắt đầu. Ở câu hỏi này thì hai bạn Trần Thị Lan và Hà Thị Thiện cùng chọn đáp án là C và bạn Hà Thị Thiện là người đưa ra đáp án nhanh hơn. Bạn Bích Trâm chọn đáp án là A và chúng tôi vẫn chưa nhận thấy đáp án của bạn Minh Vương ạ. Và xin được chúc mừng hai bạn Trần Thị Lan và Hà Thị Thiện. Đáp án của chúng ta là đáp án C, nơi chứa thông tin di truyền. Bạn Hà Thị Thiện ghi được 30 điểm và bạn Trần Thị Lan ghi được 25 điểm ạ. Như vậy là cả bốn thí sinh của chúng ta vừa hoàn thành phần thi ngũ phụng tề phi và chúng ta đã được nhìn thấy sự bứt phá của các bạn ở phần thi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết lại điểm số của các bạn sau phần thi ngũ phụng tề phi. Bạn Trần Thị Lan đang có 105 điểm. Bạn Hà Thị Thiện đang tạm dẫn đầu với 275 điểm. Bạn Minh Vương đang có 110 điểm. Và Bích Trâm đang có 270 điểm.